Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên hành trình khám phá lịch sử thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người trong số chúng ta lại có một nỗi sợ riêng đúng không nào? Có người sợ loài bò sát, có người sợ ma quỷ và bóng tối, có người lại bị ám ảnh bởi những nhân vật đáng sợ trong các bộ phim kinh điển. Trong số đó, rất ít cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho con người như bá tước Dracula, mà cả dòng huyền thoại được nhắc đến lần đầu tiên trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Bram Stoker trong năm 1897. Sau đó đã nổi tiếng cùng những câu chuyện đẫm máu, chết chóc và ghê rợn. Tuy nhiên, ít người biết được rằng nhiều đặc điểm về ma cà rồng hoàn toàn là dựa vào một nhân vật có thật trong lịch sử. Ông ta nghiện giết người, xem đó là trò tiêu khiển và chỉ cười sảng khoái nhất vào lúc thấy nạn nhân chết dần chết mòn trong sự đau đớn tột cùng. Ông cũng được cho là đã sát hại hơn 8 vạn người bằng nhiều hình thức man dợ khác nhau, nhưng chủ yếu là xiên người trên cọc nhọn. Quý vị đã đoán ra đây là nhân vật nào chưa ạ? Chúng tôi sẽ hé lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Dracula cũng trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho vô số phim kinh dị, chương trình truyền hình và các câu chuyện đẫm máu về ma cà rồng. Dù chỉ là một sự sáng tạo, nhưng Stoker đã lấy cảm hứng về Dracula từ một nhân vật có thật, được cho là nguyên mẫu của Dracula ngoài đời thực, Vlad III, người cai trị xứ Wallachia, một công quốc ở phía nam Transylvania, Romania ngày nay. Vlad III sinh năm 1431 ở vùng Transylvania, khu vực vùng núi ở Romania ngày nay. Cha của Vlad III là Vlad II Dracul, quốc vương xứ Wallachia. Vlad II được mang dòng họ Dracul, nghĩa là rồng. Sau khi gia nhập quân đội rồng, một lực lượng quân đội thiên chúa do đế quốc La Mã bảo trợ. Không có nhiều tài liệu nhắc đến mẹ của Vlad III, nhưng một số sử gia cho rằng bà chính là con gái của vua Alexander I xứ Moldova. Nằm giữa các vùng đất của người Thiên Chúa giáo châu Âu và đế quốc Hồi giáo Ottoman, Transylvania cùng Wallachia thường xuyên phải chứng kiến các cuộc chiến đẫm máu giữa hai bên. Vlad III sống những năm đầu đời cùng gia đình tại thị trấn Sahis Oraa, Transylvania. Năm Vlad III 11 tuổi, Vlad II Dracul, cha của ông, không ủng hộ cuộc xâm chiếm Transylvania vào tháng 3 năm 1442 của đế chế Ottoman. Murat II, vua Ottoman khi đó ra lệnh cho Vlad II Dracul phải tới pháo đài Gallipoli để chứng tỏ lòng trung thành. Vlad II Dracul cùng hai con trai là Radu và Vlad III tới pháo đài của người Ottoman, nhưng đây là một cái bẫy, cả ba cha con đều bị bắt giữ. Vlad II Dracul chỉ được thả với điều kiện phải để hai con ở lại làm con tin. Cuối năm 1442, Vlad III và em trai Radu chấp nhận ở lại pháo đài Gallipoli để vua cha được thả. Hai anh em được người Ottoman huấn luyện để trở thành các chiến binh vô cùng thiện chiến dưới điều kiện khắc nghiệt của cao nguyên Anatoliana tại thành cổ Egrigo. Ngoài ra, cả hai còn được dạy về khoa học, triết học và nghệ thuật. Mục đích của vua Ottoman khi giữ hai hoàng tử xứ Wallachia và huấn luyện họ là để sau này họ không nổi loạn chống lại người Ottoman khi một trong hai người lên ngôi. Trong thời điểm bị giam lỏng, Radu tỏ ra thân thiết với Mehmed II, con trai của vua Ottoman Murat II. Vlad III không thích điều này vì hiểu rõ chính người Ottoman đã đẩy ông và em trai vào cảnh này. Khi thù hận dâng cao, hoàng tử xứ Wallachia âm thầm học nghệ thuật chiến đấu chờ thời cơ. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Vlad III sớm trở thành một chuyên gia trong việc sử dụng Yatagan, một loại kiếm lưỡi cong và thương. Việc phải chứng kiến quân Ottoman hủy hoại gia đình, tuổi trẻ của mình cũng như thấy được sự tàn nhẫn của họ trên chiến trường đã thôi thúc Vlad III làm mọi thứ có thể để giành quyền thống trị Wallachia và hủy diệt đế chế Ottoman. Trong thời gian bị giam cầm, Vlad III cùng em trai còn bị tra tấn và họ được chứng kiến tận mắt cảnh quân Ottoman xiên các tù nhân lên cọc nhọn. Số phận một số thành viên khác trong gia đình Vlad III cũng không khá hơn. Vua Vlad II Dracul sau khi được thả đã bị các lãnh chúa địa phương lật đổ và giết chết tại khu đầm lầy gần làng Benteni, Wallachia năm 1447. Trong khi đó, anh cả Misrea bị tra tấn, đâm mù và chôn sống. Sau khi biết được những biến cố với gia đình và cái chết tức tưởi của người thân là do chủ ý của một số gia đình quý tộc, Vlad III thề sẽ báo thù khi trở lại cai trị Wallachia. Và thực tế đã chứng minh lời thề ấy sau khi Vlad III được thả năm 1447.
năm 1453, thành phố Constantinople, kinh đô của Đông La Mã, rơi vào tay người Ottoman. Việc chiếm giữ Constantinople đánh dấu sự kết thúc của La Mã, một đế chế kéo dài gần 1.500 năm. Quân Ottoman sau đó tự do tiến vào châu Âu mà không có đối thủ nào phía sau gây phiền hà. Vlad III khi đó nhận trách nhiệm dẫn đầu một đội quân để bảo vệ Wallachia khỏi cuộc xâm lược. Và cuộc chiến tranh năm 1456 của Vlad III bất ngờ giành thắng lợi trước người Ottoman. Sau chiến thắng, Vlad III trở thành người cai trị Wallachia, nhưng mảnh đất của ông lại bị tan hoang do chiến tranh liên miên và các cuộc xung đột nội bộ gây ra bởi những kẻ quý tộc liên quan tới mối thù giết cha. Để củng cố quyền lực, Vlad III mời những kẻ quý tộc tới tham dự một bữa tiệc rồi ra tay sát hại, xiên người họ trên cọc nhọn. Làm suy yếu sức mạnh của giới quý tộc là bước quan trọng để đảm bảo sự thống trị lâu dài, không bị xáo trộn và cũng là một cách hiệu quả để nói với thế giới rằng Vlad III không chịu cúi đầu trước bất cứ ai. Cuộc chiến oanh liệt chống đế chế Ottoman. Cuộc chiến với quân Ottoman bắt đầu khi Vlad II từ chối thể hiện lòng kính trọng với đức vua Ottoman. Điều này khiến người Ottoman vô cùng tức giận, vì một kẻ được chính họ nuôi dưỡng và huấn luyện thành một chiến binh lại nổi loạn. Mehmed II lúc này đã là vua của Ottoman quyết định ra tay dẹp loạn. Ông cử hai người thân tín tới Wallachia và lên kế hoạch ám sát Vlad III. Tuy nhiên, mọi chuyện bị bại lộ và hai người này cùng một số lính bị xiên trên cọc nhọn. Kể từ đó, biệt danh Vlad, kẻ xiên người, trở nên nổi tiếng. Trận kịch chiến được ghi nhận là nổi tiếng nhất giữa Vlad III và vua Mehmed II diễn ra năm 1462 khi nhóm quân 3 vạn người, gồm cả thiếu niên của Vlad, kẻ xiên người, đã đánh bại đội quân hùng mạnh đông hơn của người Ottoman. Vlad III quấy rối quân của Mehmed II bằng nhiều cuộc đột kích bất ngờ vào ban đêm và liên tục phá hủy các nguồn cung cấp thực phẩm cũng như đầu độc nguồn nước. Điều này khiến quân Ottoman dần mất nhuệ khí chiến đấu. Đêm ngày 16 tháng 6 năm 1462, Vlad, kẻ xiên người, dẫn đầu nhóm quân tinh nhuệ tấn công đội quân Ottoman. Họ đóng giả thành người Ottoman trà trộn vào doanh trại địch để bắt hoặc ám sát Mehmed II. Dù không thành công, nhưng họ lại gieo mối nghi và hoang mang trong quân đội Ottoman. Sau nhiều lần bị quấy nhiễu, đội quân của vua Mehmed II vẫn tiếp tục tiến về thị trấn Targoviste, nhưng một sự kiện kinh hoàng khiến họ phải rút lui ngay lập tức. Khi tới thị trấn Targoviste, quân Ottoman phát hiện nơi đây bị bỏ hoang. Sau khi tìm kiếm trong khu rừng gần đó, họ phát hiện xác của hai vạn người bị xiên trên cọc, bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Cảnh tượng kinh hoàng khiến vua Mehmed II chùn bước và quyết định rút quân. Không thể xâm chiếm đất nước của một kẻ tàn ác đến như vậy, vua Mehmed II thốt lên. Tuy nhiên, người đứng đầu đế chế Ottoman lại có một âm mưu thâm hiểm hơn. Mehmed II kích động Radu, em trai của Vlad III, để hai anh em bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị ở Wallachia. Có nhiều trận chiến giữa hai anh em Vlad III và Radu, nhưng phần thắng hầu hết đều nghiêng về kẻ xiên người. Hơn 3 vạn quân Ottoman dưới sự chỉ huy của Radu đã bị Vlad III cho xiên trên cọc nhọn. Vlad III được cho là đã sát hại hơn 8 vạn người bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng chủ yếu là xiên người trên cọc. Năm 1476, khi đang hành quân tới một trận chiến khác với người Ottoman, Vlad, kẻ xiên người, và đội quân tiên phong bị phục kích. Vua xứ Wallachia bị giết chết và chặt đầu. Đầu của Vlad, kẻ xiên người, được đưa tới chỗ vua Mehmed II và sau đó bị treo lên cổng thành. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như Vlad III, người cai trị xứ Wallachia, được mệnh danh là Dracula đời thực, kẻ xiên người không ghê tay, thì tại châu Âu cũng có một người phụ nữ khác nói về độ tàn ác cũng có thể sánh ngang. Nữ bá tước đó còn được gọi với cái tên là nữ quỷ khát máu nhất mọi thời đại. Bà chính là hình mẫu cho vô số những bộ phim kinh dị ngày nay với kiểu giết người không gớm tay để hy vọng giữ mãi tuổi xuân thì. Bà là ai? Kiểu giết người tàn ác của bà đáng sợ như thế nào? Xin mời quý vị đón xem ở phần tiếp theo của video ngay sau đây. Nữ bá tước uyên bác và xinh đẹp bậc nhất châu Âu. Nữ quý tộc đó chính là nữ bá tước Elizabeth Báthory, hay còn được gọi với cái tên nữ quỷ khát máu nhất mọi thời đại. Bà chính là hình mẫu cho vô số những bộ phim kinh dị ngày nay với kiểu giết người không gớm tay để hy vọng giữ mãi tuổi xuân thì. Elizabeth Báthory sinh ra tại Hungary năm 1560 trong một gia đình quý tộc hoàng gia. Sử sách ghi lại, ngay từ thuở nhỏ,
bà ta đã có một nhan sắc muôn phần lộng lẫy, điển hình của gu thẩm mỹ phụ nữ châu Âu lúc bấy giờ, với đôi mắt xanh, làn da sáng, mái tóc vàng óng ả, cùng cung cách quý phái trang trọng hơn người. Ngoài ra, bà ta còn có một trí thông minh cùng lượng kiến thức uyên bác, khiến nhiều người phải ghen tị. Đặc biệt, Elizabeth Báthory rất xuất sắc về ngoại ngữ, thông thạo tiếng Latin, tiếng Hy Lạp và tiếng Đức. Elizabeth Báthory kết hôn cùng với nhà quý tộc bá tước Nadasdi Firen vào năm 15 tuổi và hai vợ chồng quý tộc giàu có này cùng nhau sống tại lâu đài Cactis. Chồng bà ta vốn là thủ lĩnh của quân đội Hungary, rất nổi tiếng bởi lòng dũng cảm cũng như sự tàn bạo. Và cũng là vì một thủ lĩnh như thế nên ông rất thường xuyên vắng nhà để tham gia vào các cuộc chiến giữa Hungary và các nước lân cận ở thế kỷ 16. Còn lại Elizabeth ở nhà, bà ta chỉ biết quanh quẩn trong lâu đài hoặc thi thoảng xuất hiện tại những khu chợ giao thương trong vùng. Trước khi trở thành một người phụ nữ khát máu, bà ta rất được lòng của người dân nơi đây bởi vừa xinh đẹp là vợ của một tướng lĩnh lại hào phóng và uyên bác. Tuy nhiên, chính vì sự ngưỡng mộ này đã vô tình khiến bà ta luôn có một nỗi ám ảnh về vẻ đẹp và sự quyền lực. Ám ảnh về tuổi già và bắt đầu trở thành nữ bá tước khát máu. Cuộc sống tuyệt vời của Elizabeth kéo dài đến năm 40 tuổi thì bà ta chợt nhận ra dấu hiệu tuổi già đang lần lượt xuất hiện. Tóc hay bị rụng, gương mặt bắt đầu có nếp nhăn, đôi môi không còn đỏ hồng, đôi mắt lại bớt đi một phần trong xanh. Cùng với việc chồng không hay ở nhà làm bà ta cô đơn đến mức phát rồ vì nghĩ rằng chính sự xấu xí của mình đã làm chồng kiếm cớ đi xa và cũng chính sự già cỗi mà bà ta dần bớt nhận được sự tán dương. Vì thế, bà ta đã tìm mọi cách để níu giữ dung nhan son trẻ của mình. Trong một lần, khi một nữ hầu chải tóc cho Elizabeth mà lỡ tay làm hơi mạnh, bà ta liền giận dữ tát cổ người hầu này một cái đầu điếng đến mức bật cả máu. Vô tình, giọt máu này văng trúng tay bà mà không hề hay biết. Đến khi phát hiện thì máu đã khô, bà lau chúng đi thì nhận thấy phần da bị máu văng trúng có sự khác biệt, đẹp hơn, tươi trẻ hơn mà tràn đầy sức sống. Thế là bởi lần vô tình dính máu kia, bà đã hình thành trong đầu một mầm mống tội ác man rợ. Bà liền cho người bắt cô người hầu kia lại, treo lên trên chiếc bồn tắm, xong bà sai người lấy máu của người hầu gái đáng thương và tắm dưới chỗ máu chảy. Nhưng mãi máu không tài nào đầy bồn để Elizabeth có thể ngâm mình. Bà ta liền nghĩ phải chi có nhiều máu hơn. Giết người không gớm tay chỉ để lấy máu tắm cho trẻ mãi không già. Vì khao khát trẻ trung đến mức rồ dại, sau đó bà ta liền sai người đi săn máu về lâu đài và yêu cầu của bà ta là phải máu của trinh nữ mới có hiệu nghiệm. Bởi vậy, đêm đêm, những tay sai của Elizabeth âm thầm đi xuống các ngôi làng để bắt cóc những cô gái trẻ tuổi mang về cho bà ta lấy máu tắm. Elizabeth tin rằng chỉ có cách đó bà mới có thể níu giữ nét xuân thì. Những nạn nhân bị lột hết quần áo rồi trói chặt lại, bị hành hạ, đánh đập rồi lấy máu để Elizabeth Báthory tắm rửa. Đặc biệt, nếu nạn nhân là các cô gái xinh đẹp thì máu của họ được đựng trong một bình vàng và Elizabeth từ từ uống cạn. Có thể nói Elizabeth chính là hiện thân của Dracula. Bà ta đã tìm được bí mật của tuổi trẻ bất tận trong tư tưởng Macaron. Đối với Elizabeth lúc này, máu chính là sự sống, là sắc đẹp và là tất cả. Ghê gớm hơn, đến năm 1609, Elizabeth cho mở một học viện trong lâu đài với phương châm mà bà giao giảng là có thể giúp các cô gái xinh đẹp hơn, từ đó mang tới cho họ cơ hội đổi đời, thoát khỏi cuộc sống nghèo túng. Thế là ngay lập tức, học viện nhận được 25 cô gái từ các gia đình nghèo khó mơ một cuộc đổi đời. Tuy nhiên, cả 25 cô gái này đều lần lượt biến mất và máu của họ đều được dùng cho công cuộc níu giữ tuổi xuân của Elizabeth. Tất cả người trong vùng đều cảm thấy nghi ngờ, nhưng vì Elizabeth là một người rất có thế lực nên không ai dám lên tiếng. Sự việc bại lộ và cái chết của nữ bá tước khát máu. Cuối cùng thì số lượng thiếu nữ trong vùng đã bị Elizabeth giết gần hết. Bà ta điên cuồng nhắm tới một đối tượng khác, đó chính là tiểu thư của những gia đình quý tộc. Theo ước tính, đã có hơn 600 cô gái trẻ là nạn nhân của con người khát máu này theo đúng nghĩa đen. Và sự việc chỉ bị phanh phui khi vị nữ bá tước khát máu trở nên bất cần. Do giết hại quá nhiều người đến mức không tìm được cách giấu xác cho hiệu quả, ả ra lệnh quẳng những cái xác ra khỏi bức tường thành bao quanh lâu đài. Hay tin báo cáo của những người dân trong vùng là nhìn thấy nhiều xác chết thối rữa và mùi hôi thối xung quanh lâu đài của bá tước Elizabeth.
vua Hungary sai bá tước Truzo Giori, anh họ của Elizabeth, tới điều tra. Khi quân lính đột nhập vào lâu đài, họ đã chứng kiến một cảnh kinh hoàng. Xác chết của những cô gái nằm giữa đại sảnh, máu bị rút hết, một số cô khác còn thoi thóp và số còn lại bị treo lên sẵn. Trước sự việc ghê rợn này, nhà vua yêu cầu Elizabeth phải bị tử hình, nhưng bá tước đã thuyết phục thành công vua rằng điều đó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến giới quý tộc và xin hoãn phiên tòa. Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 1611, Tòa án Hoàng gia tối cao đã họp xét xử Elizabeth. Nhờ mang trong mình dòng máu hoàng tộc và công lao của chồng, Elizabeth đã được miễn án tử nhưng bị giam cầm suốt đời sau đó. Elizabeth đã chấm dứt cuộc đời bằng cách tuyệt thực vào ngày 21 tháng 8 năm 1614 khi tròn 54 tuổi và không hề thốt ra lấy nửa lời ân hận về tội ác của mình. Quý vị nghĩ sao về những nhân vật độc ác tàn bạo nhất lịch sử thế giới này? Hãy đừng quên chia sẻ cùng chúng tôi bằng cách bình luận bên dưới video. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.